là Phát TV đang có mặt tại chùa Đại Tùng Lâm, Tràng Ba. Thì hôm nay tối hôm nay con sẽ quay cho đại chúng xem là lượng Phật tử Tràng Ba. Thì bên đạo Tràng Ba thì lượng Phật tử về cũng rất là đông. Phật tử về tối hôm nay cũng rất là đông. Thì cái số lượng thì cũng ít hơn bên hậu pháp tí xíu. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nam Phật Chư Hát Độc Thô. Hôm nay rất là may mắn vì là trời đã tạnh mưa, cho nên là tất cả Phật tử đều về chùa hậu pháp như đạo Tràng Ba để dự lễ Quan Thâm Bồ Tát, rất là hân hỷ luôn. Thì lượng Phật tử bây giờ nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nam Phật Chư Hát Độc Thô. Rất là đông, A Di Đà Phật. Bên đầu Tràng Ba nha đại chúng ha. Bên đầu Tràng Ba thì có thầy Quang là tướng lễ, rất là hân hỷ. Nhân tâm đại lễ Nam Mô Nam Hiện Cực Lạc Thế Giới Tinh Nhân Lợi Là. Tràng Ba cũng rất là đông đại chúng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nam Minh Trì Điều Giả Chúng Nhân Lai Cơn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nam Minh Trì Điều Nhân Thủ Thế Gian Tài. Đại lễ Nam Mô Ni Lâm Nhân Tăng Đức Tích Tích Nhất Thiết Lạc Độ. Nhất Tăng Đại lễ Nam Mô Ni Lâm Nhân Tăng Đức Nhất Thiết Thế Lạc. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ni Lâm Nhân Tứ Đế Trường Thọ. Đạo Tràng Ba cũng rất là đông. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ni Lâm Nhân. Do trời mưa cho nên những cái bạc nó bị ướt á. Tràng Ba cũng rất là đông nha đại chúng. Nếu bạn đang để ra mong không quán ta. Ba thì bên trong chánh điện không có Phật tử, chỉ có thánh lễ ở bên ngoài. Bên trong chánh điện thì để trống, Phật tử lễ bên ngoài cho mát. Hãy
bạc bị ướt hết. Chúng con đại lễ Nam Mô Vô Đại Loạn Tâm. Chúng ta đang lễ Nam Mô Đà La Ni Phật. Chúng ta đang lễ Nam Mô Thầy Đồ Nhất Thế Chúng Sanh Tam. Chiếc ba thì ước tính thì số lượng cũng bằng bằng với bên chùa Hộ Pháp, rất là hoan hỷ luôn đại chúng. Phật tử về đông vui thế này à, con đi quay mà con rất là vui mừng luôn, bởi vì ngày lễ Quý Quan Âm mà Phật tử khắp nơi về kiểu này rất là vui, rất là hoan hỷ. Giá tôn là lễ Nam Mô Thiên Thủ Hộ Đề. Như Đà Phật. Như tâm lệnh lễ Nam Mô Na Trời Bát Mạnh Tứ Thiên Chủng Bạn. Chị này đi theo thì lễ Quan Âm có mang theo cái niệm riêng, nhớ con đã lễ Nam Mô Năng Trời Bà Tôn. Bên hậu bên đầu tràng ba thì số lượng Phật tử đông hơn hậu pháp tí xíu. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Trời Pháp Nhiệm Tâm. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Linh Chúng Sanh Đắc Thiện Quả. Đắc này rất là quý luôn đại chúng. Dù số lượng năm nay nó không nhiều bằng năm ngoái, nhưng mà Phật tử về lễ Quan Âm như thế này rất là vui mừng. Bên này nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phụ Phật Thân Thành. Các thầy khác nữa thì đảnh lễ ở bên này rất là đông. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quang Minh Thân Tạng. Số lượng bên này đông hơn bên hậu pháp.
pháp tí xíu. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Bi Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Pháp Tạng. Tính bên này cũng gần nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiền Định Tạng. Bên đầu chặng 3 thì Phật tử thì cũng về cũng hơn đâu đó cũng hơn 2000, cộng với các cô trong chùa nữa, lại những người già trong chùa cũng được hơn 3000. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hơn Công Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Ý Tạng. Số lượng đông hơn là chùa Hộ Pháp, lý do là bên chùa Đại Tòng Lâm qua bên này để đánh lễ Nam Mô Từ Bi Tạng. Số lượng sẽ đông hơn. Còn ngày mai thì bên đạo tràng 3 sẽ đi qua lại Đại Tòng Lâm, cho nên là số lượng tính ra thì bên này vẫn ít hơn là bên chùa Hộ Pháp đó đại chúng. Bởi vì bên chùa Hộ Pháp là bên chùa Hộ Pháp sẽ đông hơn vì Phật tử về cũng nhiều. Còn bên đạo tràng 3 thì số lượng Phật tử là do có bên đạo tràng của Đại Tùng Lâm qua nữa, cho nên là cộng tu rất là đông. A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Thầm.